Hiệp hội các nhà điều hành tour du lịch Nga cho biết, số lượng các nước mà người dân Nga có thể đến bằng các chuyến máy bay thẳng từ Nga đã tăng khoảng 25% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 39 quốc gia. Hiệp hội các nhà điều hành tour du lịch Nga cho biết số quốc gia có chuyến bay trực tiếp từ Nga đã tăng một phần tư vào cuối năm 2023 so với tháng 12 năm 2022. Các hãng hàng không Nga và nước ngoài có kế hoạch khai thác các chuyến bay thẳng từ Liên bang Nga đến 40 địa điểm trong năm 2024. Một năm trước đó, chỉ có 32 cái tên trong danh sách. Một sự kiện quan trọng là việc triển khai các chuyến bay thẳng đến Georgia khi mà từ Tbilisi và Batumi hiện có thể bay từ hàng chục thành phố của Nga. Việt Nam, Hồng Kông và đảo Hải Nam Trung Quốc là các điểm đến rất được du khách Nga quan tâm. Thưa quý vị, lực lượng Mỹ và Anh đã thực hiện nhiều chuyến bay do thám không người lái tại thành phố cảng Hodeida của quốc gia Trung Đông này, nơi được cho là đã xảy ra một vụ không kích mới. Theo Phó tỉnh trưởng Hodeida thuộc Houthi, nhiều thiết bị bay không người lái do thám đã xuất hiện ở thành phố này từ sáng sớm đến tối, ông cũng bác bỏ tin tức của truyền thông sở tại cũng như quốc tế về các vụ tấn công mới nhằm vào các địa điểm của houthi ở hodeida trước đó cùng ngày truyền thông sở tại đưa tin một căn cứ hải quân quan trọng của lực lượng houthi ở hodeida đã bị tấn công nhiều người dân cho hay đã nghe thấy tiếng nổ lớn và tiếng hú của xe cứu thương nếu được xác nhận đây sẽ là diễn biến mới nhất một ngày sau khi liên quân anh mỹ tiến hành một loạt vụ không kích nhằm vào các mục tiêu của houthi ở thủ đô sana và nhiều tỉnh khác mà lực lượng này đang nắm giữ chi phí vận chuyển hàng hóa qua biển đỏ và kênh đào Suez đã tăng hơn 300% kể từ tháng 11 năm ngoái, sau khi Houthi tấn công các tàu thương mại được cho là có liên hệ với Israel. Loạt vụ tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen vào các tàu thương mại ở Biển Đỏ và vùng Bịnh đã gây gián đoạn lớn cho tuyến đường vận chuyển quan trọng này. Chỉ số vận tải container Thượng Hải SCFI thước đo phổ biến nhất để đo lường chi phí, đã tăng lên 3.101 đô la một container, từ mức 2.871 đô la một container một tuần trước chi phí chung để chuyển một container từ Thượng Hải đến châu Âu đã tăng 310% so với chi phí vào đầu tháng 11 năm ngoái. Với lời cam kết ủng hộ người dân Palestine ở Gaza, phong trào thi từ giữa tháng 10 đã phóng nhiều máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào các tàu thương mại ở Biển Đỏ, cũng như các tàu chiến tuần tra tại khu vực quan trọng này. Các nhà lãnh đạo tại Quốc hội Mỹ đã nhất trí về dự luật ngân sách tạm thời để chính phủ liên bang duy trì hoạt động cho đến tháng 3 và ngăn chặn việc chính phủ Mỹ phải đóng cửa một phần từ cuối tuần tới. Các lãnh đạo tại Quốc hội Mỹ đã đồng ý về một nghị quyết cấp ngân sách ngắn hạn cho chính phủ. Ngân sách hiện tại của Mỹ sẽ cạn vào ngày 19 tháng 1 tới đối với một số cơ quan liên bang, trong đó có Bộ Giao thông Vận tải, trong khi những cơ quan khác chỉ có thể duy trì hoạt động đến ngày 2 tháng 2 tới. Hai thời hạn này sẽ được kéo dài tương ứng đến ngày 1 tháng 3 và ngày 8 tháng 3. Một số nghị sĩ cho biết dự luật cấp ngân sách ngắn hạn này là cần thiết, qua đó cho phép các nhà đàm phán của lưỡng đảng tại cả hai viện trong quốc hội có thêm thời gian đặt đồng thuận về các dự luật ngân sách năm 2024 để ban hành thành luật. Diện tích nước Mỹ đã tăng thêm 1 triệu km vuông sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 19 tháng 12 năm 2023 bổ sung thêm các khu vực ngập nước ngoài khơi hoặc thêm lục địa mở rộng của bảy khu vực vào tổng diện tích đất liền, cho phép nước này mở rộng thêm vùng lãnh thổ thêm đại dương xung quanh. Bảy khu vực được mở rộng trên lãnh thổ Mỹ bao gồm Bắc Cực, Đại Tây Dương, phần bờ biển phía Đông, biển Bering, Thái Bình Dương, bờ biển phía Tây, quần đảo Mariana và hai khu vực ở vịnh Mexico. Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo đã chuyển tọa độ địa lý xác định đường giới hạn của thềm lục địa tại các khu vực nằm ngoài phạm vi 200 hải lý từ bờ biển. Thềm lục địa mở rộng là khu vực thềm lục địa nằm dưới vùng nước nông, thềm lục địa mở rộng lớn nhất của mỹ nằm ở bắc cực trong khi tất cả các thềm lục địa khác đều có diện tích gấp đôi bang california